Khuyết điểm của em là khó tính và rất là kén ăn luôn. Thực ra em khó tính trong công việc, ví dụ như là nếu mà mượn đồ gì của em chẳng hạn, lấy xong là phải trả về đúng y vị trí cũ. Đến khi em cần là phải có, ăn uống em rất là kén ăn luôn. Có tính là anh đấy. Em tên là Thanh Hải ạ. Em năm nay 29 tuổi, quê em Hà Nam. Và hiện tại đang là làm nhân viên kỹ thuật viên của công ty Toyota Biên Hòa chi nhánh Bình Dương. Rồi em giới thiệu đi. Em tên là Hà Thị Hương. Hiện em đang làm nhân viên kế toán cho công ty phân phối và cung cấp hàng hóa mỹ phẩm, công ty Mesa. Em quê ở Hà Tây. Tuổi thì năm nay là em 33 tuổi. 33 tuổi? Trời ơi, trẻ măng. Không có gì hết, nhìn vô cứ tưởng 27, 28 tuổi thôi. Cảm ơn chị. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình chị. Tân Bình. Rồi. Bạn trai 29 tuổi hả? 29, dạ, bạn vâng. 33. Vậy thì bạn cảm nhận thế nào khi mà nghe cô gái kia 33 tuổi? Thực ra chắc là em xem nhiều phim quá thì phải. Nên em nghĩ rằng về cái vấn đề tuổi tác nó thực ra nó không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm của hai người như thế nào. Nên là em vẫn chấp nhận theo câu nói của những cái xem phim ngôn tình bây giờ là chào chị anh yêu em. Còn bạn gái, em có cảm thấy ngại khi bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Bây giờ thì em cũng không có vấn đề gì về vấn đề là bạn ấy nhỏ tuổi hơn em. Chỉ cần là bạn ấy chững chạc hơn em nè, rồi là biết quan tâm lo lắng gia đình. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng mà có thể là cứng rắn hơn em, mạnh mẽ hơn em, thì đó là điều bình thường thôi. Như vậy là cũng được rồi ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, với lại rất là chăm chỉ, rồi làm việc luôn có trách nhiệm với mọi công việc, và rất là yêu trẻ con. Còn điểm yếu thì là em hay nói to lắm. Nói chung là mà thí dụ gặp ai mà nói dối cái là em dễ nói to lên để cho là người đó phải nói ra cái sự thật của mình. Nói lớn kiểu như là nạt nộ luôn hả? Quát không, lên. Nói chung là không phải là nạt nộ, mà nói chung là em nói to hơn thôi, chứ không phải là nạt nộ, bởi vì là em cũng không biết nạt nộ người ta như thế nào luôn ấy. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu bạn là gì? Em thấy em là một người con người của gia đình nên là rất thích nấu ăn. Em thích điểm này lắm. Nhiệt tình trong tất cả mọi công việc. Em cũng nói chuyện giống bạn nữ, nào nói chuyện rất là lớn. Nếu mà ở công ty mà khi mà em đang nói chuyện trêu đùa với cả những anh lớn tuổi hơn ấy, em nói chuyện gần như là mấy anh quản đốc cứ tưởng là cãi nhau luôn á. Còn gì nữa, ưu điểm, khuyết điểm? Khuyết điểm của em là thật sự là một người khó tính và rất là kén ăn luôn. Có tính là anh đấy. Thực ra em khó tính trong mấy công việc, ví dụ như là nếu mà mượn đồ gì của em chẳng hạn, lấy xong là phải trả về đúng y vị trí cũ. Đến khi em cần là phải có, ăn uống em rất là kén ăn luôn. Nên em ít khi ăn cơm tiệm, là về nhà nấu không ạ? Đó là điểm mạnh điểm yếu ha. Rồi, tình trường thì sao? Em thì nếu mà tính đúng mà hai người mà có hẹn hò thì em chỉ có một mối tình thôi. Mối tình đầu tiên thì năm em 21-22, là lúc đó là em cũng còn rất là trẻ, nên là em chưa có ý định lập gia đình sớm, nên là người đó cũng đi hợp tác lao động nước ngoài thì em chia tay. Thì sau này là em đi làm thì em cũng quen một vài người ở cùng làm. Em thuộc dạng là mưa làm thấm lâu á, nên là làm chung với người ta lâu năm thì em cảm thấy thích. Thì lúc đầu là người ta thích em trước, sau đó thì đến lúc khi mà em thích lại thì người ta không còn thích em nữa. Như vậy là mình phải rút kinh nghiệm, mình phải biết nắm bắt kịp lúc kịp thời. Thì bây giờ là khi nào, ví dụ như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nói chung là bây giờ ba mẹ em là rất muốn nhanh lắm, chứ không có muốn là lâu la gì hết. Mà bản thân em cũng vậy, quen thì khoảng từ 6 tháng tới 1 năm là ok rồi chị. Rồi. Ok, rồi mời bạn trai bên kia, tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình không chính thức thì yêu đơn phương 5 năm. Còn mối tình chính thức thì gần đây mới chia tay được cách đây khoảng tầm trên 1 năm rồi ạ. Quen bao lâu rồi chia tay? Chia tay. Quen nhau cũng trên 1 năm luôn, trên 5 rưỡi gần 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ có rất nhiều lý do, ví dụ như là nhiều khi em nhắn tin cho cô ấy trên Facebook á, thì nó rõ ràng là hiện chữ đã xem tin nhắn rồi ấy. Nhưng mà cô ấy vẫn không giáp lại cho em. Xong tối về là xóa hết tài khoản Facebook, Zalo, chặn hết số điện thoại luôn. Thế sau đó là hai người cứ im im, thế là cũng không nói gì, tức là cũng không nói lời chia tay. Sau đó một thời gian là em thấy là, tức là cái tình cảm nhạt dần, cô ấy cũng có thể là nhạt dần. Thế là em là người chủ động nói lời chia tay. Em, một cái người đàn ông mà cũng hơi kỹ tính chút xíu, em có lo không? Không anh, em kỹ hơn anh đấy. Thí dụ như là lấy cái gì anh đâu phải để đúng chỗ đó. Em cũng vậy luôn, ai mượn em cái gì là phải trả, phải mượn xong là phải sử dụng xong phải trả. Nếu có sử dụng mút mượn thì lại quay lại mượn hai thì ok. Hai chồng để đâu mà vợ lấy để chỗ khác là cũng không được đó nha. Như thế là hợp lý rồi đấy ạ. Hợp lý hai người được đó. Bây giờ em cảm nhận qua giọng nói, qua cách chia sẻ thấy hợp với em khoảng bao nhiêu phần trăm? Nói chung là cũng được 70% thôi anh. 70% hả? Là quá tốt rồi. Tốt rồi.
Thôi vậy đi. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm ý kiến của người thân để tham khảo ha. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với chị gái ruột em với lại em gái của em và các bạn đồng nghiệp, một chị hàng xóm và bạn học. Rồi đông dữ vậy. Một tràng pháo tay cho hội nhà gái ha. Rồi gặp chị gái đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Mình là chị gái của Hà Hường. Phía phái đoàn nhà gái đi rất là đông, bởi vì là đây là lần đầu tiên em gái tôi muốn thật lòng là đi hẹn hò với một người bạn trai để tiến tới hôn nhân lâu dài về sau. Trong mắt tôi lúc này thì phía bên nhà trai là tôi thấy là cũng rất là ok. Nói chung về tính cách thì em gái tôi là một người rất là hiền, ngoan và rất là yêu quý trẻ con. Tôi cũng rất là mừng là nhờ cái chương trình này mà để có cơ hội cho em gái và cho bạn trai bên này tìm hiểu. Xin hết và xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị nói. Cả nhà đông đưa tay lên coi có thấy đông không? Ờ. Trai đi với ai? Nhà gái hùng hậu quá, bây giờ nhà trai. Bác, chị dâu và người em họ. Rồi. Xin kính chào chương trình và kính chào Cát Tường và Quyền Linh. Dạ, chào bác ạ. Tôi là bác của cháu Thanh Hải. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội, chủ yếu là cái mình cảm thấy hợp nhau. Còn về cháu gái gặp một chương trình ở đây với cháu Thanh Hải thì tôi thấy là về vóc dáng rồi đến con người thì nói chung là tôi thấy đại là ok. Còn chương trình hôm nay thì bác cũng mong là hai cháu tiến tới được với nhau thì rất là tốt. Bác xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Rồi bây giờ thời khắc quan trọng là vấn đề hả? Kéo mà. Không gian này là của các bạn đấy. Cảm ơn quà tặng em. Cảm ơn anh. Nhìn em nhìn trông trẻ hơn 60 tuổi. Dạ, cảm ơn anh, đó là gen di truyền em ạ. Em nghĩ thế nào về cuộc sống gia đình? Nói chung là hạnh phúc giống như gia đình em hiện tại. Phải thông cảm, phải biết hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Thì nói chung là sống thì mới sẽ biết được, còn nói thì em cũng không biết nói gì để cho nó hay hết ạ. Bạn ở đâu đó, hẹn hò thế nào? Từ 2 đến chủ nhật em các buổi tối em đều có thời gian hết, và chủ nhật thì em dành cả ngày chủ nhật luôn. Thì anh rất thích đi du lịch Đà Lạt hoặc Đà Nẵng. Không biết em có thích không? Nói chung là em cũng thích nhưng mà em lười lắm. Thì hy vọng là anh sẽ cố gắng làm cho cái lười của cái sự đi chơi của em nó bỏ mất đi. Nếu mà chúng mình đồng ý hẹn hò thì anh sẽ thường xuyên từ Bình Dương về Sài Gòn nhiều hơn. Thứ hai là hai đứa sẽ gặp nhau nhiều hơn và để tìm hiểu về nhau, để hiểu được tính cách của nhau nhiều hơn. Rồi, nãy giờ hai bạn nói chuyện á, em cảm nhận người đối diện như thế nào? Thấy có trái tim mình có một chút gì đó rung động chưa? Thứ nhất là bạn gái rất là dễ thương. Hai là rất là hợp với những cái tiêu chuẩn em đã đưa ra. Trái tim em cũng đã có nhịp đập rồi ạ. Rồi, bạn trai hát một bài hát nào đó tỏ tình gửi tặng cho bạn gái rồi chúng ta quyết định. Em thật sự là hát không hay đâu ạ, nhưng mà em được cái là hay hát. Em xin hát một đoạn trong bài hát Không bao giờ bó tay của Tống Gia Vĩ ạ. Số anh nghèo không thể lo, được cho em luôn ấm êm. Anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy hiểu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Vì đàn ông ai cũng lo lắng. Em quên mất rồi. Nói chung là không bao giờ bó tay hả? Dạ, không bao giờ bó rồi. Tay ạ. Thôi các bạn để tay vào nút bấm đi. Dạ. Và bây giờ là giây phút chúng ta đưa ra quyết định của mình. Quyết định là quyền của hai bạn, suy nghĩ thật kỹ. Hãy nghe nhịp đập trái tim mình và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bắn tay nhau nào. Bắn tay nhau. Xứng đôi không? Hôm nay em đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 212 chính Lý Chiến Thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Để tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Và đây, gửi tặng hai bạn chiếc máy nước nóng với hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Thủ tục tiếp theo là gì? Em xin phép chị cho em hôn chán của... Hôn chán?
là hôn con đấy. Nào, cả team chúng ta đâu rồi? Thoải mái thấy chưa? Thoải mái, thoải mái. Thoải mái. Thôi anh xin được hôn bằng hôn má nhé. Thế mới được chứ đúng không? Thật chặt nha, rất dễ thương. À, có thể nói ngày hôm nay cũng là một cái ngày vui quý vị. Đây cũng là một những trong những cái bước khởi đầu rất là may mắn. Duyên đã đến, cứ thế chúng ta tiến hành cho đến ngày nhận được thiệp cưới nha.